Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của đài CBN cùng với Quang Nhật và Ngọc Quỳnh. Và ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục với tin Hoa Kỳ và đời sống. Mở đầu với Quang Nhật. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ là tin Tổng thống Trump thay thế Giám đốc Ủy ban tranh cử 2020. Vào tối thứ Tư qua Twitter, Tổng thống Trump loan báo ông đưa ông Steven, người từng là giám đốc chính trị Tòa Bạch Ốc trong 2 năm đầu cầm quyền của ông Trump, vào chức vụ Giám đốc Ủy ban tranh cử 2020 thay thế ông Barr. Tổng thống cũng cho biết ông Barr sẽ tiếp tục ở lại trong chức vụ cố vấn cao cấp cho Ủy ban, đứng đầu phần vụ về chiến lược liên quan đến thu thập dữ kiện và quảng cáo qua mạng. Ông Steven Trudeau từng là chủ tịch Ủy ban tranh cử của cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, ông Chris Christie, và cũng là phó giám đốc truyền thông cho Ủy ban tranh cử của ông Trump từ đầu năm nay. Ông Barr được giao nhiệm vụ điều hành Ủy ban tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2 năm 2018 để chuẩn bị cho cuộc tranh cử năm 2020. Và kính thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa ghi nhận thêm 67.632 người nhiễm COVID-19. Trong 24 giờ qua, thì nước Mỹ đã có thêm 63.752 ca nhiễm mới. Hiện tại thì số người bị nhiễm tại Hoa Kỳ là 3.608.829 người và 139.978 người chết. Tình hình ở các tiểu bang miền Nam vẫn rất nghiêm trọng. Tiểu bang Florida đã báo cáo thêm 100.000 ca mới trong 10 ngày qua. Khu chăm sóc đặc biệt ICU tại 44 bệnh viện ở Florida đã không còn khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân. Trong khi đó, thì Texas ghi nhận thêm 10.791 ca mới, mức tăng trong một ngày cao kỷ lục. Vào ngày 15 tháng 7, thống đốc tiểu bang Oklahoma là Kevin Stitt được xác nhận đã dương tính với COVID-19. Đây là vị thống đốc đầu tiên bị nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, số ca nhiễm mới ở Mỹ đã tăng vọt vào thời gian gần đây, đặc biệt là ở khu vực miền Nam và miền Tây, sau khi các vị thống đốc bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế vốn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Và số ca nhiễm mới ở Mỹ hiện nay trung bình một khoảng 60.000 ca mỗi ngày. Tiếp theo là tin thẩm phán tối cao pháp viện Ruth Bader xuất viện. Nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg đã được cho ra rời khỏi bệnh viện ở Baltimore sau khi được chữa trị một bệnh nhiễm trùng nhẹ. Đây cũng là vấn đề sức khỏe mới nhất của thành viên lớn tuổi nhất của tối cao pháp viện. Bà Ginsburg, 87 tuổi, đã trải qua một ca phẫu thuật nhẹ tại bệnh viện John Hopkins vào thứ Ba để tẩy trùng một ống dẫn túi mật được cấy ghép vào tháng 8 năm ngoái. Bà ban đầu được kiểm tra tại một bệnh viện ở Washington vào tối thứ Hai sau khi bà bị sốt và bị nóng lạnh. Sức khỏe của bà, một người thuộc khuynh hướng cấp tiến, được theo dõi sát sao vì một chỗ trống tại tối cao pháp viện sẽ giúp Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump có cơ hội bổ nhiệm thêm thẩm phán thứ ba thuộc phe bảo thủ vào tòa án, vốn có 9 thành viên, và đưa tòa án cao nhất Hoa Kỳ nghiêng xa hơn về cánh hữu. Và kính thưa quý vị, diễn hành Hoa Hồng 2021 bị hủy vì COVID-19 lần đầu tiên trong 75 năm. Thông báo này đã được ban tổ chức loan báo vào sáng thứ Tư 15 tháng 7, và đây là lần đầu tiên trong 75 năm chương trình mừng năm mới nổi tiếng ở thành phố Pasadena, California bị hủy. Và lần gần đây nhất mà cuộc diễn hành bị hủy là trong khoảng năm 1942 đến năm 1945, vào thời đệ nhị thế chiến. Ông David East, giám đốc điều hành diễn hành Hoa Hồng, cho hay ban đầu thì ban tổ chức hy vọng có thể tổ chức một cuộc diễn hành an toàn, nhưng sau vài tuần nghiên cứu, họ nhận thấy rõ ràng rằng không thể làm được như vậy. Thay vào đó thì chương trình này đang cân nhắc nhiều cách khác để mừng năm mới. Cách đây vài tuần thì ban tổ chức cuộc diễn hành phối hợp với giới chức y tế trường USC Keck School of Medicine để làm báo cáo về việc có tổ chức diễn hành được hay không. Bản báo cáo kết luận rằng cuộc diễn hành và các hoạt động liên quan sẽ chắc chắn khiến đông người tụ tập gần nhau và làm tăng nguy cơ virus lây lan. Và để tránh những sự lây lan không đáng có của COVID-19 thì mới đây Walmart đã ra một lệnh là khách hàng khi mà vào Walmart phải đeo khẩu trang. Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, vừa có quyết định yêu cầu tất cả các khách hàng của họ khi vào tiệm phải đeo khẩu trang. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ tuần tới, vào thứ Hai 20 tháng 7.
Công ty Starbucks hồi tuần qua nói sẽ yêu cầu khách hàng phải che mặt hoặc đeo khẩu trang tại tất cả 9.000 cửa tiệm do họ làm chủ ở khắp Hoa Kỳ. Khởi sự từ ngày 15 tháng 7, công ty Best Buy hôm thứ Ba cũng loan báo sẽ yêu cầu khách vào khoảng 1.000 tiệm của họ phải đeo khẩu trang. Công ty Costco đã khởi sự yêu cầu tất cả khách hàng đeo khẩu trang khi vào tiệm từ tháng 5 cho tới nay. Phần lớn các công ty bán lẻ lớn cũng như các công ty chủ siêu thị lúc đầu ngần ngại không muốn đưa ra yêu cầu đeo khẩu trang đối với khách hàng trong thời gian dịch bệnh. Quay sang một bản tin khác trong phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Twitter đang bị tin tặc tấn công. Vào cuối ngày 15 tháng 7, thì Twitter cho biết tin tặc đã giành được quyền kiểm soát thông tin đăng nhập dành cho nhân viên để chiếm đoạt các tài khoản, bao gồm của các ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, cựu Tổng thống Barack Obama, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và tỷ phú công nghệ người sáng lập Tesla là Elon Musk. Tuyên bố của Twitter xác nhận nỗi sợ hãi của các chuyên gia bảo mật rằng chính mạng xã hội này, chứ không phải là người sử dụng, đã bị xâm nhập. Vụ đột nhập bất thường đã xảy ra trên Twitter vào hôm 15 tháng 7 khiến mạng xã hội nổi tiếng phải nhanh chóng phong tỏa một số tài khoản được theo dõi rộng rãi nhất, đang đặt ra câu hỏi về an ninh và khả năng phục hồi của nền tảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Xin quý vị đừng rời bản tin 14.5 của đài CBN. Quang Nhật cùng với Ngọc Quỳnh sẽ trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí tiếp theo.